Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Tùy phong hoa dân sanh, phù hợp chấp bút quý thần, tả thi bồn kinh. Bởi luật trời mở rộng thinh thinh, tri phong dò bất kỳ chuyện kiếp. Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Từ ngàn xưa Phật Pháp gài thêm, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Lược giải từ câu 5 tới câu 12. Đức Thầy tùy theo phong tục và sự giáo hóa của nhân sanh hiện tại mà Ngài viết ra kinh giảng cho phù hợp với trình độ mỗi địa phương, dễ thiệt hành và dễ chứng đắc. Dân tộc Việt Nam xưa kia rất hiền lương tốt đẹp như cành vàng lá ngọc, nhưng vì thời nay đổi lại thấp hèn nhơ xấu. Kể từ sau Ngài Đức Lục Tổ Huệ Năng bặc truyền y bát tới nay, ấy gọi là pháp môn bế mạc, cửa đạo ngày càng như bị đóng cửa. Người tu phần đông chạy theo âm thanh sắc tướng, nên rất ít kẻ tu hành đúng chân lý và chứng đắc. Chú thích: phong hóa dân sanh là phong tục và sự giáo hóa nhân sanh bị ảnh hưởng theo thời đại. Bút thần: tiếng của Đức Giáo Chủ nói ra như có thần hóa, vì nó xoay chuyển được cục diện hay tâm hồn con người từ xấu ra tốt, từ thấp hèn trở nên đúng đắn, như Ngài đã viết: quơi bút thần dẹp lũ cáo xà, loài độc địa toan trừ dứt nọc. Hoặc là: miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Tả ích bổn kinh là sáng tác ra một số kinh giảng để giáo hóa chúng sanh. Luật trời mở rộng. Luật trời đất cũng như luật nhân quả tuy thấy mênh mông nhưng chẳng lọt một mải lông nào cả. Luật nhân quả thật là cao diễn sốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Phong võ là mưa và gió, ý chỉ thời tiết vận chuyển trong trời đất xoay đảo không ngừng. Giống hồng lạc là họ Hồng Bàng và vua Lạc Long Quân, đây chỉ cho dân tộc ta lúc thượng cổ thời đại. Kim chi ngọc diệp là cành vàng lá ngọc, ý chỉ dân tộc ta khi xưa sự ăn ở và nếp sống rất đạo đức tốt đẹp, quý báu như cành vàng lá ngọc. Từ ngàn xưa, thời gian từ 1000 năm về trước, thời Đức Lục Tổ Huệ Năng bặc truyền y bát, tức là y bát không còn trao truyền tiếp nối nữa, như cái nhà bị đóng cửa. Do đó mà người tu hành ít khi được đắc đạo.